Nó chiếu kìa, chiếu kìa, chiếu à. Ui, đúng là bạc thiệt, thác bạc. Đồ trơn gió này Ồ. 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 Khách chết giác, khách chết giác luôn rồi. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với clip kế tiếp của hai anh em mình nha. Hai anh em mình đang trong Mũi Nai, đang bãi sau Mũi Nai, đang chạy ra ngoài để đi di chuyển ở bên Thạch Động để quay tham quan Thạch Động cho cả nhà cùng xem nha. Ở đây phía trước của mình, phía sau của mình. Trước tiên thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi các cái clip của hai anh em mình quay, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Thì và nói trước tiên thì cũng rất mong cả nhà ủng hộ hai anh em mình bằng một đăng ký, một like, một share và để lại một comment để hai anh em có thêm động lực để làm tiếp những clip tiếp theo nha cả nhà. Đường này ra được nè, ra đường này luôn đi. Cái cổng này cổng sau, hồi sớm là mình đi cái cổng phía trước, cổng này cổng cổng sau nữa nè, mà không biết cổng nào là cổng chính, sớm mình đi cổng phía trước đó. Mình ra đường này để mình chạy qua bên Thạch Động nha cả nhà, xíu nữa qua tới Thạch Động mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Khu du lịch Mũi Nai. Từ Mũi Nai mình ra Thạch Động là khoảng 4 cây số rưỡi nữa cả nhà. Thì cứ ra ngoài cái vòng xoay cái mình quẹo bên tay trái, xong rồi ra ngoài ngã ba mình rẽ tay trái nữa là cứ đi thẳng hoài 4 cây số rưỡi nữa. Bây giờ mình thấy cái khung cảnh ở đây nó na ná với ở bãi núi của mình đó. Nó đồi núi cũng chập trùng luôn đó nha, cũng nhiều đồi núi, không khác gì ở vùng bảy núi. Ở xa xa này mình nhìn thấy được Thạch Động rồi nè cả nhà, gần tới rồi. Rồi mình tới Thạch Động rồi cả nhà. Thạch Động thuộc phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nha cả nhà. À, phía trước mình nhìn xa xa là thấy Thạch Động rồi. Nó sừng sững ở bên sát đường lộ luôn, hình như cái đường này là quốc lộ 80 đó cả nhà. Cái Thạch Động sừng sững sát đường lộ luôn, phía sau đó là một cái dãy núi nữa. Đây cả nhà ơi, tuyệt vời, cảnh quá đẹp luôn. Có cái giờ này hơi nắng, xíu nữa mình vô động đó, nó mát lại. Thank you.
sớm giờ là mình ghé quán nước mình nghỉ mệt tới cả nhà, nghỉ mệt tí sạc điện thoại đi đường trên đó. Sạc điện thoại thì có anh trai ở quán nước anh kêu mình lên núi đó dựng quay đi, quay hạch động thì nó nhỏ xíu với lại cảnh nó không đẹp bằng núi đó dựng, kêu mình lên núi đó dựng quay cái cảnh nó còn quan sơ, nó còn nguyên sơ, nó đẹp hơn. Thôi hai anh em mình đổi ý, quay lại chạy ngược lên núi đó dựng nha cả nhà, để hạch động này dịp sau mình ghé mình lên thử núi đó dựng coi nó có đẹp như những gì anh nói không. Đây cái đường tới hạch động có một cái đường lên núi đó dựng khoảng 1.500m này cả nhà, anh nói đường này dễ chạy. Giờ này là khoảng 1:30 trưa cả nhà, anh em đang chạy từ thạch động lên núi đá dựng. Đây là phía sau thạch động nè, phía sau thạch động có một cái dãy núi dài nữa. Và núi đá dựng nhìn thấy cây cối thì khô khan hơn á, khô khan hơn những cái ngọn núi ở gần chỗ mũi Nai à. Từ ở đây là mình thấy được núi đá dựng rồi cả nhà. Và từ đây mình có thể nhìn thấy được những cái hang động trùng trùng đẹp đẹp bên đó rồi cả nhà. Hang Thạch Xanh hả? Sao biết hay à? Có quay cảnh Thạch Xanh Lý Hồng á. À, quay cảnh Thạch Xanh Lý Hồng ở đó hả? Thì cái núi đá dựng này cũng có dính với cái quyền ở đây có quán cà phê cũng mát lắm nè, cũng có dính với cái truyền thuyết về Thạch Xanh Lý Thông với cả nhà, giống như động động Thạch Xanh vậy đó. Và cái hang khúc đó nó bự rồi. Bãi giữ xe miễn phí, cho nên mình đậu xe đây hết ta, vô đây đi. Đó là bên đây. Như mình gửi xe đây rồi đi bộ lên đó sao? Phải không? Để anh gửi xe đem qua phòng vé anh hỏi. Không có chạy đó gửi xe đi. Vé này cả nhà, còn đây là chị bán vé rất là dễ thương. Rồi em chào chị nha, em cảm ơn chị. Gửi xe trong đây nè. Chạy vô đi, là bộ vô. Một người là 20.000, khu du lịch bên đây giá vé rẻ hơn bên bữa nay nhiều cả nhà, chắc lo loại núi không à, bởi vì rẻ hơn. Anh ở mình trên lá lên núi bài đề cam đâu chắc không được ha, được không? Núi bài đề cam được cho quay thôi, mình quay quay thôi ha. Dạ mình cái trên đó nó đâu nó núi mà bay cũng đâu có được đâu. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Ở đây gần vùng biên giới. Dạ. Dạ. Ở đây trong phạm vi thì ở đây mình cứ quay cái này kia thì nó bình thường. Dạ, trong phạm vi du lịch của mình thì thoải mái ha, còn mà bay lên thì không được nha. Dạ. Sợ anh bay lên vùng giáp biên nè, rồi sợ mấy cái đồn biên phòng tới bên đó người ta thấy nữa. À đúng rồi, mới nãy em vừa em thấy cái chữ cấm quay. À vậy là cái bên kia là cái đồn biên phòng á. Đúng rồi, cái bên kia là cái đồn biên phòng. Đầu đường bên kia là đụng cấm quay này để bán lâu. À đúng rồi, em thấy. Nhưng mà trong khu du lịch này vẫn được bình thường. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Ở vòng vòng khu vực này là đồn biên phòng nhiều lắm cả nhà, nên xin phép cả nhà mình thiếu hình ảnh live cam ở khu vực này nha. Thì với lại ở dưới chân núi là có đồn biên phòng nè, với mình cách cái biên giới cũng có 1-2 cây số gì à. Có vài cây số là tới biên giới à, nguy hiểm lắm cả nhà, không có bay lại cam được. Bây giờ mình lên núi trước hay là ở đây trước? Lên trước ha, lát xuống đây cho nó mát mát rồi tham quan sau. Mình anh em mình sẽ trải nghiệm đi lên núi. Ủa giữ xe 5.000 kìa, lát có lấy tiền không? Thì núi đá dựng này là cao, chiều cao khoảng 100m đó cả nhà. Mở cửa từ 6:30 sáng cho tới 4 giờ chiều.
di tích dành làm thắng cảnh núi Đá Vịnh. Dạ bơm giác đem dài bán phế liệu là dư tiền đi quay luôn. Cái đầu bơm cái đầu đạn gì bự vậy, quá tiền bự rồi. Ok là cái đầu đó dặn vô đây hả? À. Ui. Châu núi Đá Vịnh còn gọi là châu nham lạc lộ nghe cả nhà. Kiểu như cái dịch ra là cò trắng bay dài núi ngọc, quá đẹp. Được làm lại ở trên kia thì cái chữ cũ là để thắng cảnh Đá Vịnh Hà Tiên nè. Ở đây có hình minh họa con cò luôn nè, châu nham lạc lộ. Kiếm gì trong đây rồi, móc đèn pin nha. Chưa, mới vô là mình đã gặp hang rồi nè. Ui hang này không có gì đâu, quê lên núi đi quê. Ở châu nham lạc lộ này là mình tìm hiểu hình như là cái tên này là do Mạc Thiên Tích đặt á cả nhà. Hướng nào? Hướng thôi đây, đi hướng nào thôi. Ai đi, giờ đi hướng bên đây trước đi. Núi ngọc có cò trắng bay về. Núi Đá Vịnh. Còn cái tên Đá Vịnh này hình như ủa. Bên kia nó kìa quái. Mình đi vòng vòng núi hả? Đi giáp núi không trời. Kìa, đừng. Vậy đi luôn. Đi lát vòng ở dưới chân núi không được lên núi luôn là khóc nha. Nãy quên đem nón, nắng quá nắng. Cái núi này do đá nhiều quá nên cây cối nó héo úa mùa này luôn rồi. Hang gì sâu gì có tên đây nữa nè. Núi Đá Vịnh là núi Đá Vịnh, cái tên Đá Vịnh là do người dân đặt. Người do cái núi này nè là những cái vách núi nó, vách đá nó treo leo á nên mình kêu là núi Đá Vịnh. Ý, hết hồn. Thế vô không dẫn lên cửa hang mà không dẫn đi đâu hả? Thôi quay lại đi. Kìa có đường lên kìa, lên đường thôi. Núi Đá Vịnh thì thuộc xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Còn cái khúc mà chắc lên núi mình mới nhìn qua cam được. Mới vô không đi thẳng lên mà đi rẽ trái trước hả? Thanh niên khám phá. Cây cối ở đây là khô hanh hết rồi cả nhà. Mùa này mình đi núi thì nó dễ, nhưng mà cảnh nó không được đẹp. Thì tại cây cối nó không được tốt tươi như mùa mưa. Với lại khí hậu nó cũng không được mát mẻ như mùa mưa. Đổi lại cái mình đi thì nó dãi hơn. Còn mùa mưa thì đường nó trơn trượt, hang động cũng khó chui hơn. Ủa, đi ngang cái hang thấy gió luồn từ trong ra ngoài. Hang Chỉ Huy. Mình đi tới hang Chỉ Huy cả nhà. Hang Chỉ Huy ăn thông với hang số 1, số 8 và số 9, số 10. Ở đây có để là chiều rộng và chiều cao của hang. Chiều rộng là 3.6, chiều cao là 6m. Thì đây kêu hang Chỉ Huy là do nó có liên quan tới lịch sử kháng chiến chống Mỹ hồi xưa cả nhà. Đây. Núi Đá Vịnh của mình cũng là một cái di tích lịch sử. Có như hồi xưa ở đây là một cái nơi đóng quân. Đồn điền kháng chiến chống giữ quận biên giới Tây Nam. Ủa ăn thông là đi đường nào thông ta? Đường nào chứ không? Chết không có đem cái phục quẹt theo rồi. Thanh niên. Có nhang mà không có phục quẹt nè.
Thì trước tiên thì cầu xin chư vị ở đây, chư vị sơn thần ở đây, chư vị đang ngự ở đây độ cho hai anh em con đi núi được hưởng lộ bình an, đi đến nơi và đến chốn. Hai anh em con thì không có cố ý mạo phạm các ngài đang ngự ở đây, chỉ mong các ngài độ cho hai anh em con đi núi được hưởng lộ bình an, đi tham quan ngắm cảnh, và cũng như là cho phép con ghi hình để cho mọi người cùng xem. Dạ, kiếm gì không đó hả? Wow, đồ ăn nước uống gì không đó nhấp cho nè. Rồi sao xuống? Chắc mình đi bên kia quá. Có đèn rồi coi. Có đèn rồi chắc xuống được hay gì á. Đi đây nè quý vị. Ở đây viết số điện thoại với cái gì luôn á, vật liệu xây dựng hay gì á. Bán cái gì á, bán gì viết số điện thoại luôn. Mình mượn đèn à. Mở chế độ sáng nhất chưa? Kẹp vô đây cũng được nha. Thôi cầm luôn đi. Ủa không thông đâu, nhen không à cả nhà. Đốt cái gì á. Không ơi, không đi được ơi. Không đi được. Nhỏ xíu xíu hả? Nè tới đây dây điện đi xuống lại nè. Chắc thông là thông kiểu như mấy lỗ nhỏ nhỏ gì á. Chất thông là thông mấy đường trên đó đó, mấy đường đó mình đi không được thôi. Ở đây, có mũi tên nè. Dạ. Đu ra đây là hang chỉ huy. À, thì chắc có thể là cái. Dạ, dạ, dạ. Hồi xưa là cái miệng hang là ngay đây á cả nhà. Mình đoán là hồi xưa chắc cái miệng hang ngay đây, còn bên đó là cái miệng mới làm hay sao á. Miệng bên đó thì rộng hơn. Coi cái miệng này nhỏ xíu xíu kìa. Đây. Mình đi ngược rồi đó. Đáng lẽ đi đến giữa đi lên. Xong rồi này được cái đường này đường đi xuống nè. Giờ mình đi lên trên kia mình đi xuống rồi. Wow. Thật là đồ sộ. Thanh niên. Đâu có con dây này ngộ ra. Đây chỉ sợ gắn. À, nói gắn mới nhớ, hồi nãy ngồi ở quán chú kia kể câu chuyện của ông hồi nhỏ về cái ngọn núi này cho mình nghe. Ồ, ra đây nắng. Để mình quay cái cảnh đẹp chỗ này cho cả nhà xem, cái mình kể câu chuyện nha. Rồi mình chưa định hướng được bên nào bên Cam, bên nào bên Việt Nam luôn. Chắc là cái đường trắng này. Đi xuống lại kìa. Thanh niên. Thanh niên này dụ dỗ mình đi sai đường rồi. Thanh niên dụ dỗ mình đi sai đường rồi. Núi không lên mà đi xuống vòng vòng cái chân núi luôn rồi. Hang Thác Bạc. Ừ, đây có cái hang nữa nè. Đây hang này mình kể nhận được nè. Để anh đi trước cho. Đưa đèn pin đây, anh đi trước để anh em quay. Để anh đi trước anh che. Mở chế độ sáng nhất chưa? Anh đi trước anh che hết em quay không được. Rồi vô hang cái nó mát lại. Ý là mùa khô mà mình thấy còn dơ như vậy nè cả nhà. Nếu mà mùa mưa là còn dơ dữ nữa, với khó đi hơn. Đây có đèn. Ui.
Hang thác bạc ha. Trong đây có bạc không? Cái thạch nhũ là phải không? Giống như đá dầu vậy. Giống như cái thác đó. Ờ đúng rồi, y cái thác chảy xuống nè. Thì thác nước đang chảy xuống luôn. À, cả nhà, y ăn cái thác nước đang chảy xuống nè. Người đã dâu vậy gì? Chứ nữa. Xi măng. Từ từ xi măng. Ừ. Y ăn xi măng luôn, y ăn xi măng luôn. Nè, mình quên đem cái hộp quẹt theo, hộp quẹt bỏ bên ba lô bự rồi, ba lô bự mình để bên nhà trọ rồi. Ở đây có lư hương nữa nè. Ủa, đúng là thác thiệt. Mày kiểu hoang sơ luôn. Người ta chỉ làm cái cầu thang thôi. Ừ, chỉ làm cái cầu thang cho mình dễ đi thôi chứ không có tác động gì nhiều. Thì cái ông anh mới nãy bên quán cà phê cởi với mình là hồi nhỏ ổng lên đây ổng lụm mấy cái vỏ đạn đồ cả nhà đem về để bán. Thì cả nhà biết rồi, cái hang này là kiểu như là cái căn cứ chiến đấu hồi xưa vậy đó, bảo vệ cái biên giới Tây Nam. Đẹp quá, thiên tiến. Cái kìa, wow, chiếu chiếu đẹp chưa, wow, nó chiếu kìa. Có đèn vô không thấy nha, ở ngoài nó chiếu chiếu nè. Qua đây, mình qua đây đúng không? Ngang, mình thấy đâu tùm lum ngang á. Đúng rồi, ngang cái thác luôn chảy chứ mà. Quá đẹp đấy nha. Đi có khi nào bị lạc không ta? Đi nào bị lạc không? Ở đây đường khác nữa nè. Có dây điện, không sợ lạc. Rồi bên kia là đi đâu? Chui xuống cái lỗ mà. Đi lên đây trước đi. Thì chú đó lên đợi lụm mấy cái vỏ đạn được cả nha. Thì ổng gặp ông Chăn. Thì mình lên núi mình không dám kêu là con Chăn, mình kêu là ông Chăn. Cái này là cái gì á? Này là gì nè? Trái dừa, trái dừa. Ủa đó hết thấy đường đi hả? Này, cái này là đắt chứ. Dưới đây đắt không nè. Ôi, dưới đây bọng quá. Đó lại. Có cái mấy cái trắng trắng như hạt nhũ này nó đẹp quá đẹp luôn. Rồi mấy bạn trẻ lên đây gì thanh yêu mai gì tùm lum nè. Hoa đẹp quá, nó gọi đèn. Đâu? Anh cầm cho em quay coi. Chiếu chiếu đẹp quá luôn nè. Wow, chiếu kìa. Nè. Chơi chế độ đèn khác được không? Cứng ngắt à. Chỉ có đèn này thôi. Nó chiếu kìa, chiếu kìa, chiếu à. Ui. Đúng là bạc thiệt. Thác bạc. Đây cả nhà nè, mình thấy được cái này nè cả nhà, không thầm giùm em ơi nè, cái đầu đạn này cả nhà, không biết là nó còn nổ không. Ê, cái ngồi nổ là nằm ở chỗ đó đó. thì kích vô cho nó nổ nát tài luôn á. Vậy đen ra không, nực quá à. Xìu đây không có miếng gió nè. Mà nổ tháo rồi. Bị bớt rồi. Còn cái vỏ không. Ừ. Vô đây chắc lụm cái này cũng còn nhiều lắm mà. Nặng ký lắm nè cả nhà. Nặng lắm luôn. Xi măng nó đông. Đúng không? Nó cái vỏ nè, thuốc nó lấy rồi. Đây có gì tròn tròn. Rồi để lại cho người sau khám phá biết viên đạn với người ta.
Chứ người sao có đi nhìn vô cũng biết ở trong hang này có viên đạn. Đây coi, ở đây mượn đèn coi. Đi trước ta cầm đèn cho. Dạ. Quá trời kẻ. Không, chỉ là mấy chỗ bình để cúng không à. Để cúng kiến không à. Chén dĩa gì nè, chỗ này cũng như cái hốc để ai đó vô đây cúng. Rồi đi xuống. Rồi đi ra. Khám phá thằng này coi. Đây, miệng hang kìa cả nhà. Đẹp ha. Chia tay với hang Thác Bạc, hai anh em mình tiếp tục di chuyển. Hiện tại là còn ở cập ở dưới chân núi. Chưa lên được nửa núi nữa. Nhưng mà dưới chân không là cũng có nhiều hang rồi. Để em đi trước cho. Nè không, mình đi ngược lại nè. Mình đi ngược lại cái hướng mũi tên này nè. Một xíu nữa là mình sẽ đi xuống lại cái đường kia đó. Một xíu nữa mình sẽ đi xuống lại cái đường lên. Thì cái anh ở quán cà phê kể với mình nghe đó, hồi xưa ổng đi mót mấy cái vỏ đạn, anh gặp mấy con trăng bự bự không à cả nhà. Mình lên đây mình kêu ông trăng đi, chứ mình không dám kêu ấy. Mà mấy ông trăng bự bự không à. Anh gặp luôn mấy con cá sấu luôn. Hồi xưa là cá sấu cũng nhiều lắm trong mấy cái hang á. Giờ chắc giờ anh nói là không đi đâu hết rồi, hoặc là ẩn tu ở đâu rồi không có thấy nữa. Còn ở bên núi Tà Bàn á, bên núi Tà Bàn có hai cặp rắn, có ổ lộn có một cặp à, một cặp rắn bự lắm. Bà, chỗ cô mình ăn cơm á, cái quán cơm đó đó, có cô cái gì Năm á, cô Năm kể xưa cô đi làm trên đó, gặp một cặp rắn to. Cô sợ đến nỗi mà cả 20 ngày sau cô mới dám quay lại đó làm tiếp. Đây, bắt đầu có dốc lên rồi nè. Thì mình tìm hiểu tài liệu thì ở bên Thạch Động á. Ở bên Thạch Động thì có, khi mà bên đó tràn xuống thì có, nó giết 130 người. Trốn ở trong hang Thạch Động thì nó giết hết. Không biết bên đây là có, nó có tràn qua đây giết ai trên cái ngọn núi này không. Hùng quỷ chưa. Trời này cả nhà. Những cái hang động này thì không có tên. Nhưng mà mình thấy hang ở đây là hang nào cũng có nhang hết cả nhà. Yeah. Xuống là khó lên lắm. Cái nguyên cái vực nè. Lên là phải trèo lên. Mà xuống thì cũng đâu có cái hang bên kia kìa. Đó. Xá cái hệ thống hang động ở núi Đá Dựng à. Kinh khủng thiệt. Rồi lên sau đây. Nha nè. Lên. Lên anh em. Ôi. Đổ mồ hôi. Khát nước nữa, bữa nay không đem cho nước suối theo. Hy vọng ở trên có người bán nước. Mình đang đi ngược lại. Mình đang đi ngược lại với cái chiều hướng mà đáng lẽ là đi cái đường chính giữa, nhưng mà nói chung là đi đường nào cũng giáp hết trái núi nè. Wow, vô này nó mát. Có nghe tiếng dơi không? Con gì đó? Dơi hay chim? Quá trời nhạc.
nhàn dễ thương, thuốc lá ở đây quá nhiều. Đi đâu cũng gặp nhàn. Wow, như một cái giếng trời vậy. Dù gì đây, chỗ tâm linh mà yêu đương gì tùm lum hết nè. Bên đây là hình trái tim nè. À, khu này cũng thiên về du lịch nhiều hơn, cũng thiên về du lịch một phần cả nhà. Tâm linh chắc cũng dần dần sẽ lui lại. Vô cái hang nè, thôi đứng ngay đây thôi, mùi phân dê. Một cái giếng trời. Gì vậy? Sao cỏi rồi? anh đi mà áo khoác về quá đợt kìa. Quá đợt kìa, cỏi rồi. Thôi em mượn đèn pin đây. Ở đây có dê ở. À, nghe tiếng dê hả? À, mới nãy có quay. Nghe tiếng dê với hôi mùi phân dê. Và giữ dần cái hang động kìa. Có ánh sáng sành đi, ánh sáng sành của cái đèn bên kia. Bên đó là đi ui ra qua được đó. Đi theo cầu thang đi. Khám rồi phá rồi. Bên đây hẹp lại nè. Dạ. Chui vào cái cá này nha. Hang cổng trời. À, thì ra là vậy. Hang cổng trời. Hồi nãy là mình đi ngang cái cổng trời á cả nhà. Hồi nãy mình đi ngang cổng trời á. À, trời ơi, dưới đó nó gác không luôn. Gác ở dưới mênh mông kìa. Hồi nãy là mình đi ngang cổng trời cả nhà, do mình đi ngược chiều lại à. Đây, đường xuống hang cổng trời. Rõ ràng là bùa phải không cả nhà? Nè, thắp đèn cầy. Ủa, thắp nhang đi, mà ở đây không có nhang à. Thôi, khỏi luôn. Lễ bái đi. Trên đó có vẻ bùa cả nhà. Nhang tứ tung nè. Vô đây là ra đường khác hay sao? Cũng vòng vòng. À, cũng vòng vòng ở dưới nè, ra đường dưới nè cả nhà. Ở đây có đường đi xuống luôn nè. Rải ngang theo lối đi nhóc trơn nè. Trong đây có đường đi không? Chờ mở cái hốc hang là một cái này nè cả nhà, có đồ cái dĩa đó là đồ cúng đó. Mỗi cái hốc hang là đều có. Này trước cái miệng hang là rải ngang thế nè. Hang này nhỏ nhỏ.
khô cổ họng không à, khan tiếng luôn. Cả nhà chịu khó xíu nha, tại mình đã đi ngược chiều với cái hướng mũi tên này nên mình sẽ đi từ sau ra trước. Mình vừa mới đi ngang hai cổng trời á cả nhà, giờ mình đi từ sau nó ra ngoài trước ngược lại nè. Đây. À, hang xà xã chứ, xã Lộc Kỳ. Hang xã Lộc Kỳ. À, cái hang à, ngay đây. Các bạn mình hình dung là ngay cái hang này kêu là hang xã Lộc Kỳ. Còn nếu mình đi xuống đó nữa đó, mình đi xuống dưới đó nữa thì mà hang cổng trời là hang cổng trời mình mới đi qua. Còn ngay đây là hang xã Lộc Kỳ. Ngọn núi bên đây còn tâm linh nè. Nè, con nhìn em, đi vô bển nè, ra ngoài sáng rồi. Ở trên đó kìa. À, hang xã Lộc Kỳ. À, xã Lộc Kỳ là trên đó viết là cái tên gọi cũ. Trên đó nói là tên gọi cũ của xã Mỹ Đức. Xã Mỹ Đức là tên gọi mới. Còn xã Lộc Kỳ là tên gọi cũ hồi xưa. Cái hang đó là cũng từng là nơi đóng quân của các đồng chí hồi xưa. Đây là cái hang. Hang nhỏ. Nó hồng lên trên rồi. À, cái cửa nãy mình ra nè, xuống mình xuống đường này được nè, hơi khó. Giờ này mà có cái chỗ bán nước trên đây mừng húm luôn á. Tôi không ngờ ông anh của tôi đâu rồi. đường có hướng mũi tên không chẳng đi mà giảng đường ngược lại cái hướng mũi tên mới chịu. Hả? Nhưng mà mình đi theo mũi tên thì mình đi từ ngoài cổng vô. Còn mà đi ngược mũi tên là kiểu như mình đi trong đít ngược ra ngoài cổng lại. Hang chống ngực. À, mỗi cái hang nó có sự tích. À, thì có nhiều chỗ sẽ để cái bảng này để cho mình đọc cái sự tích ở cái hang á. Đây, hang chống ngực này cả nhà. Mới đi lên cái dốc cầu thang vậy nó mệt. Có chiều dài, chiều rộng, chiều sâu luôn. Dài 12, rộng 6, cao 3. Trước khi đi tiếp, mình nhìn qua cái sọt gác nè. Trời ơi, ướt gì vậy? Ở đây có chỗ bán nước suối. Hang chống ngực. Này, ở trên cái hang chống ngực này, vì sao kêu là chống ngực ra nha? Thì ở cuối hang có một cái... Ở cuối hang á, có một cái địa điểm để mình đứng đó, mình quýnh vô cái ngực của mình á. Quýnh vô mình, nó dội ra trong hang nghe đùng 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 đùng. Nên kêu là cái chống ngực. Thì cái ở trên cái bảng nó viết chỉ đó chứ mình cũng không có biết. Quá rộng kìa. Nè. Ngút ngàn trời mây luôn. Chỗ này
trên đây mát. Hên là không có. Rồi hết hồn ha. Ở đây mà ai có con mắt thẩm mỹ mà vẽ ổng ngon nằm ở đây một cái nữa chắc quéo giò hết dám bước qua luôn. Ý, hết hồn. Gì vậy? Ê, đi đi mang đi mới mang về chứ tự nhiên dục giữa đường hết hồn luôn. Cả nhà mình sẽ đu lên đó nha. Thì ở đây nó có cọng dây để mình đu lên nè, do ở đây trơn lắm, cực kỳ trơn luôn, như là mình xi măng mình đổ hồ dầu á, mình chán hồ dầu á, nó bóng lưỡng nó chân chùi à. Để mình nắm cọng dây mình lên, có một tay lên nọ trời. Hả? Được. Ơi có một tay à. Thôi lên đây. Được không trời? Cầm giùm em. Nè cầm giùm em đi, em lên trên. Rồi. Ủa chẳng lẽ cuối hang là ngay đây rồi? Đừng 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 có gọi. Đó, đưa đưa máy quay em. Gọi mặt em chát quá. Bước lên nè, đu cuộn dây. Nhớ nè, nhớ nè. Bước lên một bậc là đưa đưa tới rồi. Khỏi cầm đèn đâu, đây có đèn rồi. Rồi, đưa máy quay đây rồi lấy hai tay đó rồi leo lên. Lát tuột xuống thì nó dễ hơn. Hả? Ở thời trong đây là hang hang. Ê. Nghe không? Dỗ đi đá xỉu luôn. Khoan kiếm á. Trong đây bích đường à. Đừng có đưa đèn biến gọi lên đây hoài chói chết. Rồi để dỗ thứ ra nghe không? Ui nghe thiệt. Nghe thiệt cả nhà, nghe đùng 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 đùng. Cả nhà nghe không ta? Dỗ ra đó, dập phổi luôn á. Ui mà nghe thiệt, nghe đùng 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 thiệt. Nghe âm thanh nó dội là bốn vách và bốn bốn cái vách nhỏ. Mình ngồi trong bốn cái vách nhỏ luôn. Ở đây cũng là cái vách nè, chỉ có một cái lỗ lỗ này để chui lên thôi. Rồi mình dỗ lại cái nữa mình chui xuống nha, nực quá. Rồi sao không lên đây dỗ nè. Cầm cho em xuống coi. Cắt chiếc dép. Chân này chân lùi nè, như cái thác vậy. Nó bóng lửng. Nó bóng lửng à. Đi nha. Ủa hang này mất quay lại quay. Không đâu có đi thông ra đâu đâu. Cũng xiên ha, tự nhiên chui vô tuốt trong hang rồi dỗ vô ngực bung bung vậy ha. Chia tay với hang chống ngực, đã trải nghiệm được xong cái chống bằng ngực thiệt. Hai anh em mình sẽ đi lên, đi ngực lên đây nè. Video của mình đến đây cũng đã khá dài rồi cả nhà. Mình xin phép cả nhà được chia kết thúc video tại đây nha. Thì mời cả nhà đón xem phần tiếp theo là mình sẽ đi đến những hang động kế tiếp trên ngọn núi đá dựng này. Thì những hang động đó sẽ có gì hấp dẫn thì mời cả nhà đón xem phần sau nha. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của hai anh em mình. Thì mong nhận được một đăng ký, một like và để lại một comment để hai anh em có thêm động lực cho những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.